Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định ban hành quy định về quản lý sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 và trong đó thì quy định rõ việc thu phí sử dụng lòng đường vỉa hè. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nguyên tắc việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận. Tổ chức cá nhân sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè phải nộp phí theo quy định. Khi sử dụng tạm một phần lòng đường vỉa hè, phải bảo đảm không gây mất trật tự an toàn giao thông, không chắn ngang nơi đường giao nhau trước cổng và trong phạm vi 5m. Hiện mức phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố đang được đề xuất xem xét. Theo dự thảo, phí sử dụng lòng đường vỉa hè để kinh doanh là 20.000 đến 100.000 đồng 1m² một tháng và phí sử dụng lòng đường vỉa hè để trông giữ xe là 50.000 đến 350.000 đồng 1m² một tháng tùy vị trí các tuyến đường.